Lão hóa da là một vấn đề được nhiều chị em quan tâm. Ở độ tuổi 20, làn da phụ nữ có độ đàn hồi cao, ít nếp nhăn. Tuy nhiên, theo thời gian, sự sản xuất collagen và elastin của cơ thể bắt đầu suy giảm, khiến làn da bị xuống sắc, lão hóa nhanh. Dù không thể ngăn chặn hoàn toàn việc lão hóa, nhưng chế độ ăn uống phù hợp có thể làm chậm quá trình này và bảo vệ làn da khỏi tổn thương. Sau đây là những thực phẩm mà phụ nữ ngoài 30 tuổi nên ăn để giữ gìn làn da khỏe đẹp. Rau xanh là nền tảng của chế độ ăn uống lành mạnh. Rau xanh không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể mà còn rất tốt với làn da. Các loại có màu xanh đậm như cải bó xôi, súp lơ xanh chứa nhiều vitamin, các chất chống oxy hóa, khoáng chất và chất xơ. Những chất này đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế quá trình lão hóa, giảm mất nước trên da và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Trái cây giàu vitamin C. Những loại trái cây chứa nhiều vitamin C như cam, quýt, bưởi, kiwi là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng và chống lại những tổn thương từ bên ngoài. Ngoài ra, vitamin C trong các loại trái cây này cũng có tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen và protein, từ đó giúp da trở nên săn chắc, đàn hồi. Nghệ. Từ lâu, nghệ đã được sử dụng như một nguyên liệu hỗ trợ làm đẹp hiệu quả. Nghệ chứa hoạt chất curcumin, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ, ngăn chặn sự sản sinh gốc tự do, từ đó bảo vệ các tế bào da và kiểm soát quá trình lão hóa. Ngoài ra, vitamin E, C trong nghệ tươi cũng giúp tăng sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi và giảm thiểu nếp nhăn. Sô-cô-la đen. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng hạt cacao, thành phần chính trong sô-cô-la đen, chứa nhiều chất chống oxy hóa. Các hoạt chất flavanol, protein và vitamin B có trong sô-cô-la đen cũng giúp giảm tình trạng viêm da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tăng cường lưu thông máu và giữ ẩm cho da. Bên cạnh đó, sô-cô-la đen cũng giàu magie, chất dinh dưỡng hỗ trợ giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ, có vai trò quan trọng trong việc chống lão hóa. Khi dùng sô-cô-la đen với mục đích làm đẹp da, bạn cần lưu ý chọn loại ít đường. Cá hồi. Cá hồi chứa nhiều omega 3, giúp duy trì độ ẩm và ngăn ngừa tình trạng khô da. Đặc biệt, chất chống oxy hóa astaxanthin có trong cá hồi giúp bảo vệ da khỏi sự tổn thương của các gốc tự do. Hoạt chất này cũng có thể cải thiện độ đàn hồi của da và làm giảm nếp nhăn.